cô dâu theo đúng nghi lễ phải mất 2 canh giờ để hoàn thành đó. Nếu người cứ nhúc nhích như vậy á, thì khi Tân Lan đến cũng chưa xong đâu. Tân Lan đã đến. Cái đầu búi kiểu truyền thống công phu của ta. Cho con xin lỗi. Người nhanh tay lên. Tạ ơn trời đất và tổ tiên bao đời đã phù hộ sông núi đất nước này, nay ban cho Mỹ Nương một người chồng tốt và cho quốc gia một láng giềng thân thiện, một người bảo hộ vững chắc. Thưa Hùng Dương, hãy nói cho ta biết chuyện này là thế nào. Thưa Thủy Thần tôn kính, ngài thấy đó, Sơn Thần đã đến trước ngài với đầy đủ lễ vật, nên vua của tôi phải giữ lời gả công chúa cho ngài ấy. Các người rõ ràng là muốn sỉ nhục ta. Hù này không trả, ta không còn là Thủy Tinh nữa.